Vâng, chào các bạn. Chúng ta tiếp tục với cái đại số 8, bài 7 hình bình hành. Hỏi chấm 1, các cạnh đối của tứ giác trên hình 66 có gì đặc biệt? Thì nó song song với nhau, bởi vì nó có một cặp trong cùng phía bù nhau, 110 cộng 70 bằng 180. Thì các cặp trong cùng phía của nó bù nhau, nên cái hình này là có hai cặp cạnh đối song song với nhau. Thì hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song. Hỏi chấm 2 là hình bình hành hãy thử phát hiện về tính chất các cạnh các góc. Thì ở bên dưới nó nói luôn phát hiện là cái gì. Đây, các cạnh đối bằng nhau, các góc đối bằng nhau. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Thì dấu hiệu nhận biết, tức là cũng để chứng minh một hình bình hành đó, là có 5 dấu hiệu. Tứ giác mà có các cạnh đối song song là hình bình hành. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau cũng là hình bình hành. Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành. Và tứ giác có góc đối bằng nhau cũng bình hình hành. Thì cái này để đi vào, học sinh tự chứng minh các dấu hiệu nhận biết trên, cái này bỏ qua nhé, không chứng minh nữa. Đi vào bài tập rồi nó cũng khắc có cái vụ chứng minh đó. Trong các tứ giác thì tứ giác nào là hình bình hành? Ví dụ như ở IA thì có các cặp cạnh đối bằng nhau nên nó là hình bình hành. Ở IB là có các góc đối bằng nhau nên nó cũng là hình bình hành. Ở IC thì nó không phải là hình gì hết, bởi vì 110 cộng 75 ra 185, nó có song song đâu mà hình bình hành. Ở ID là hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên nó là hình bình hành. Ở IE là hai góc trong nó bù nhau cho nên là hai đường thẳng nó vừa song song vừa bằng nhau thì cũng là hình bình hành. Dựa theo các cái dấu hiệu thì người ta có 5 dấu hiệu, thì ở đây nó đưa ra 4 dấu hiệu. Bài 43, các tứ giác ở các hình trên cái ô kẻ kia có là hình bình hành không? Thì mình phải xét thôi. Thứ nhất là cái hình ABCD. Thì mình thấy AB song song với CD, bởi vì cái ô kẻ nó cho là song song mà. Rồi lại bằng nhau nữa, 1, 2, 3, ô, 1, 2, 3. Thì vừa song song, vừa bằng nhau, cho nên ABCD chắc chắn là hình bình hành. EFGH cũng vậy, đó là EH song song với FG và cùng bằng 1, 2, 3 đơn vị, nên nó cũng là hình bình hành. Thế còn ở MNPQ, MNPQ thì chắc là hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường thì là phù hợp. Ví dụ như gọi cái cắt nhau hai đường chéo là Y đi. Chéo là Y thì ta có, nếu mà cái tam giác này này. Đó. Đối với Y đúng không? Đối với cái này. Thì có phải là có một cạnh bằng 1 không? Tam giác này tam giác vuông. Có một cạnh bằng 1, 2, 3. Một cạnh bằng 1, một cạnh bằng 3. Thì cái tam giác bên này cũng thế. Cũng là hai tam giác vuông. Thấy chưa nào? Cũng một cạnh bằng 3. Một cạnh bằng 1. Thì hai cái tam giác này bằng nhau, suy ra cái đoạn này bằng cái đoạn này. Chứng minh tương tự bên kia. Thì cái tam giác vuông này 22 đúng không? Tam giác vuông bên này. Đây, tam giác vuông này. Để chứa cái đường chéo là 22. Rồi cái tam giác bên này cũng 22. Đây tam giác này. Thì hai cái này nó cũng bằng nhau nốt. Chứng minh các tam giác bằng nhau. Vậy thì hai đây cũng là hình bình hành, bởi vì hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Rồi. Hoặc là cũng chứng minh bốn cái cạnh này bằng nhau cũng được. Bài này dễ thì không có gì nói nữa.
Thế còn ở cái bài 44 cho một cái hình bình hành. Cho một cái hình bình hành. Hình như ở trong này nó có cái hình bình hành. Đây là cái hình thoi. Không có, nó có cái hình thoi thôi. Ở đây hình như hình bình hành đây. Cũng không phải. Không có. Đây là hình đặc biệt của hình bình đây là hình thoi rồi. Thế thì muốn vẽ một cái hình bình hành á thì mình cứ vẽ hai cái đường chéo nó cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Dụ mình tương đối thôi. Xong nối nó vào. Đoán đoán cho nó bằng nhau. Còn bình thường thì các bạn dùng thước, các bạn làm được ngay. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Rồi, đại khái đi. Không được chính xác đâu. Ví dụ có một cái hình bình hành như thế này. Tên của nó là ABCD. A, B, C, D. E là trung điểm của AD. E đây. Tức là đoạn này bằng đoạn này. F là trung điểm của BC. F đây. Vì hai cái cạnh đối này bằng nhau cho nên là hai cái nửa này nó cũng ký hiệu y nhau bằng nhau thôi. Cho hình bình hành thôi mà. Chứng minh rằng BE bằng DF. BE. BE là nối từ đây sang V hả? BE, DF là nối từ đây sang F. BE bằng DF. Rồi, ok. Thì ta sẽ có như sau. Ta sẽ có là AD. AD song song với BC. Mở ngoặc giả thiết. Bởi vì là đây, hình bình hành thì các cặp cạnh đối phải song song rồi. Ta từ từ đó ta suy ra được là ED. ED. BE ở ED cũng song song với BF. Được chưa? BF. Ta lại có AD bằng BC. Cũng theo giả thiết luôn. Hình bình hành thì hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau. Thì ta suy ra tiếp hai cái cạnh đó bằng nhau thì chia đôi nó ra nó vẫn bằng nhau. Cho nên là ED bằng BF. Bởi vì hai đoạn bằng nhau thì chia đôi nó ra thì hai nửa của nó cũng bằng nhau. Thế thì cái chỗ này là 1. Cái chỗ này là 2. Thì từ 1 và 2 suy ra EBFD là hình bình hành. Bởi vì cái tứ giác đó có cái cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau. Đó, từ 1 và 2 suy ra EBFD là hình bình hành. Mà nó đã là hình bình hành rồi thì suy ra cặp cạnh đối BE nó sẽ bằng với lại DF là xong. Thì nó là hình bình hành rồi thì nó lại tiếp tục lại lại có tính chất của hình bình hành. Là xong cái bài số 4. À, bài 44 cho nó đi. Sang bài 45 cho một cái hình bình hành. Thôi bây giờ vẽ một hình bình hành. Vẽ nhanh đi nhá. Vẽ chéo chéo lên này. Vẽ chéo chéo sang cái này đúng không?
xong rồi vẽ chéo chéo xuống thế này, ai không được, chéo chéo xuống thế này, xong vẽ chéo chéo sang. Hơi méo rồi, bắt vào đây. Ui, ui, ui. Làm lại, làm lại. Xuống, sang. Được chưa anh em? Mắt nó hơi bị kém. Rồi, công ăn công thẳng đẳng nhá. Ui, hỏng rồi. Nó chỉ vào đây thôi này. Nó không cho đâu. Lấy cái đường thẳng vậy. Ăn ở đây. Xong ăn sang đây hả? Ăn bình bình tầm này đi. Tẩy kia đi. Rồi, tạm tạm thế nhá. Mất thời gian quá. Hình bình hành ABCD có AB lớn hơn BC. AB này lớn hơn BC. Rồi, thì sao? Tia phân giác của góc D. Tia phân giác của góc D. Góc D đây. Tia phân giác của góc D. Cắt cái thằng này ở đâu? Tia phân giác của góc D cắt AB ở E. Ở E. Tiếp. Tia phân giác của góc B. À, lại ngược lại, tia phân giác của góc B. Góc B đây. Chắc lại cắt góc B về tia phân giác nó về tầm này. Rồi, cắt thằng này ở F. CD ở F. Chứng minh rằng DE bằng BF. DE bằng BF. Bây giờ là hai cái góc D1 bằng góc D2. D1 này bằng D2 bằng luôn góc B1 bằng luôn góc B2, bởi vì tính chất hình bình hành là hai góc đối bằng nhau, cho nên tia phân giác thì chia đôi góc, cho nên thành những cái góc đó bằng, góc nhỏ đó cũng bằng nhau hết. Như vậy D1 bằng D2 bằng B1 bằng B2. À, thế thì ta có là gì? Chứng minh hai cái cạnh đó, hai cạnh này bằng nhau thì F và hai tam giác, hay chứng minh cái hình này là hình bình hành. Cho hình bình hành, chứng minh DE bằng BF. DE bằng BF là có một cặp góc đối bằng nhau. E2 D2 bằng E2. Chứng minh nó song song được. Thế thì mình sẽ cho cái góc E này là E2 đi. E2 này. Thì D2 bằng E2. Chắc chắn rồi, sau le trong.
của hai đường thẳng song song. Và D2 cũng bằng B1. Nên E2 bằng B1 vì hai thì vì cùng bằng D2 xong lại vì E2 bằng B1. Vì hai góc này ở vị trí đồng vị nữa thì hai đường kia song song. Song song và cặp này song song. Thế là hình bình hành rồi. Hiểu. Đây sẽ làm như này. Ta có D2. Ta có luôn D1 đi. Bằng D2 bằng B1 bằng B2 cho theo giả thiết luôn đi. Bởi vì tính chất của hình bình hành á, cho ABCD là hình bình hành thì các góc đối bằng nhau, góc D bằng góc B. Mặt khác cái tia phân giác chia đôi các góc đó nên thành hai cái nửa đó cũng bằng nhau luôn, thì bốn cái này bằng nhau. Xuống dòng ta lại có D2 lại bằng với lại E2. Mở ngoặc so le trong. Suy ra E2 bằng với lại cái góc B1. Bằng góc B1. Mở ngoặc vì cùng bằng góc D2. Cùng bằng góc D2. Bởi vì là E1 à B1 thì bằng D2 mà E2 cũng bằng D2. Đó, mà E2 và B1 là hai góc ở vị trí đồng vị. Là hai góc ở vị trí đồng vị. Nên suy ra ED song song với BF. Đó, hai góc đấy vừa bằng nhau, vừa cùng ở vị trí đồng vị. Nên nó tạo ra một cặp song song là ED và BF song song với nhau. Mặt khác ta có DF song song với EB. Theo giả thiết là tính chất của hình bình hành hai cạnh đối song song. Vậy tứ giác DEBF có hai cặp cạnh đối song song, một cặp cạnh song song theo giả thiết, một cặp song song theo chứng minh trên. Nên tứ giác DEBF là hình bình hành. Mà nó đã là hình bình hành rồi nên suy ra DE song song BF là mình chứng minh xong rồi. Tứ giác là hình gì vì sao? Xong rồi. Thế thôi, chứng minh là hình bình hành là xong rồi. Đó là cái bài 44. Phải không nhỉ? Đúng rồi. Bây giờ đến cái bài đấy là bài 45 rồi. Bài 45 rồi. Rồi, bài 45 rồi. Bây giờ đi tiếp. 46 là luyện tập. Làm nốt mấy bài luyện tập để sang đối xứng tâm. Các câu sau đúng hay sai? Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành. Đúng, bởi vì hình thang thì nó đã có hai đáy song song rồi, thêm cái bằng nhau nữa thì thỏa mãn điều kiện hình bình hành. Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành. Đúng, vì hai cạnh đáy nó đã song song rồi, kẹp thêm hai cạnh bên song song nữa là tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là ok, hình bình hành. Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành thì điều này sai. Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau có thể là hình thang cân, chưa chắc đã là hình bình hành. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau thì có thể là hình thang cân,
chưa chắc đã là hình bình hành, nên là cũng không. Vậy là ý C và ý D là sai. Bài 47. Cho hình 72, trong đó A, B, C, D là hình bình hành. Chứng minh A, H, C, K cũng là hình bình hành. A, H, C, K cũng là hình bình hành. À, vậy à. Hai thằng này song song này. Chứng minh vừa song song, vừa bằng nhau cái xem có xong không. Được. Cạnh huyền góc nhọn. Có nhiều cách để làm bài này. Ví dụ cái tam giác góc D1 này sẽ bằng góc B1 đúng không? Là so le trong này. Hai góc này. Đó. Cạnh này bằng cạnh này. Đó. Theo tính chất hình bình hành. Đều theo giả thiết được hết. Ta xét tam giác AHD. Tam giác AHD và tam giác AHD và tam giác CKB CKB AHD CKB có. Có cái gì? Có góc H bằng góc K bằng 90 độ. Đây là hai tam giác vuông rồi. H bằng K bằng 90 độ. Theo giả thiết. Có cạnh AD bằng cạnh BC. À, cũng theo giả thiết luôn. Hình bình hành mà. Có góc D1 bằng góc B1. So le trong. Thì hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Suy ra nhé, các bạn tự viết, tôi đỡ phải ngoáy nhé. Là suy ra tam giác AHD bằng tam giác CKB theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Hai cái tam giác này bằng nhau thì suy ra tiếp thằng AH bằng thằng CK. Hai cạnh tương ứng. AH bằng CK, hai cạnh tương ứng. Mặt khác thì AH song song với CK vì cùng vuông góc với BD. AH vuông góc BD nhé. CK cũng vuông góc BD. Nên AH song song với CK vì cùng vuông góc với BD. Vậy xét tứ giác AHCK vừa có, A, có AH và CK vừa song song, vừa bằng nhau, đều theo chứng minh trên. Thì AHCK là hình bình hành. Thì lúc đó là xong ý A rồi. Ý B nó gọi O là trung điểm của HK. O là trung điểm của HK. Chứng minh 3 điểm AOC thẳng hàng. Điều này thì đương nhiên rồi. O là trung điểm. Bây giờ là vì. Vì sao?
vì O là trung điểm của HK mà HK là đường chéo thì theo tính chất của hình bình hành AHCK, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Nên cái O này cũng thuộc, O này chính là trung điểm của AC. Đó. Theo tính chất là gì? Hai đường chéo của hình bình hành cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Nên trung điểm của đường chéo này cũng là trung điểm của đường chéo kia. Suy ra O là trung điểm của AC. Mà O là trung điểm của AC thì AOC thẳng hàng. Đó, đó là ý B là xong. Bài 48. Tứ giác ABCD, tứ giác. Tứ giác cho chéo chéo đi như này. Chưa? Tứ giác ABCD. Có E, F, G, H là trung điểm, E là trung điểm của AB. Là trung điểm của BC. G là trung điểm của CD. Và H là trung điểm của DA. Tứ giác EFGH là hình gì? Nối nó vào đã. Từ đây sang đây. Bạn ơi. Tớ vào đây mà. Bạn ơi, tớ sang đây mà. Là hình gì? Đoán đoán thì nó là hình bình hành, đúng không? Và vì sao? Bây giờ phải ký hiệu đã. Hai thằng này bằng nhau, trung điểm mà. Hai thằng này bằng nhau. Hai thằng này bằng nhau. Rồi hai thằng này bằng nhau. Rồi. Đây kẻ đường phụ. Kẻ đường nối B với D. Rồi B với D. Đó. Thì rất dễ rồi. Bây giờ xét tam giác ABD. Tam giác ABD. Tam giác ABD. Có E là trung điểm của AB theo giả thiết, H là trung điểm của AD theo giả thiết nên EH là đường trung bình. Suy ra EH vừa song song với BD. EH vừa bằng 1/2 BD. Đường trung bình vừa song song và bằng vừa bằng một nửa của cạnh đáy. Được chưa? Rồi tương tự xét tam giác BCD thì có F là trung điểm theo cả cạnh BC theo giả thiết, G là cạnh trung điểm của cạnh CD theo giả thiết thì suy ra FG là đường trung bình của tam giác BCD. Và vì nó đường trung bình rồi thì lại suy ra FG
cũng song song với cạnh đáy BD. Và FG cũng bằng một nửa cạnh đáy BD. Vậy suy ra FG song song với EH vì cùng song song với BD. FG bằng EH vì bằng cùng bằng một nửa của BD. Xét tứ giác EFGH có FG bằng EH, FG song song EH, tức là có một cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau. Nên suy ra EFGH là hình bình hành. Hết bài 48. Đã, xóa đi. Suốt ngày ngồi mèo lười nằm suốt cả ngày. Mèo lười chẳng đi đâu xa. Ăn no rồi lại đi ngủ. Lúc nào mắt cũng lim dim. Lại cho một hình bình hành. Hình bình hành. Hình bình hành. Cho bây giờ vẽ đáy trước đi. Cho nó bên này. Bên này. Đó, hình này có tên là ABCD. Gần hết pin rồi. Còn mấy bài nữa? 48, 49, còn 2 bài nữa. Chết à. Cắm sạc vào đã. Rồi cứ làm cố đi, không biết nó có còn cựu nổi không. Nó không lưu được cái công cốc à. 48, 49. Cho hình bình hành này. Gọi IK. Thôi rồi, tạm dừng đây. Bình tĩnh.